chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Aloxe. Và hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho anh chị một dòng xe Super Cup 50. Chiếc này là 81 nha. Thì chiếc này thì còn nguyên zin luôn. Về dàn áo của em nói là chưa có sơn giảm sơn cốt lại chân nha. Nước sơn còn sơn zin luôn. Ốp sơn cũng vậy, cũng như là về căm nền hoặc là về lốc máy. Con này là máy chưa có gớt đầu nha, chưa có trẻ. Và lớp sơn bạc của lốc máy thì vẫn còn nguyên. Đấy, chiếc này thì tổng quan nói chung thì đồ đạc của em nó còn rất là sáng ha. Chiếc này mới đi chỉ có 200 mấy chục cây thôi. Nhà máy móc rất là ngon ha. Đối với cái đời 81 này thì bên cửa hàng em thì còn rất là ít xe nha. Chiếc này thì chỉ còn có một chiếc thôi. Đấy, thì anh chị nào quan tâm đến dòng xe Super Cup 50 81 này thì chị cứ liên hệ với số điện thoại của em. Đấy, chiếc này thì hiện tại em đang bán mức giá là 120 triệu nha. Đấy, 120 triệu. Bây giờ thì em sẽ nổ máy cho anh chị cái thử tiếng máy. Nói chung thì dòng xe 81 này máy móc nó nghe rất là sướng luôn. Về cái khả năng mà tiết kiệm nhưng xăng nó cực kỳ khủng. 50 thì máy nó nghe nhẹ nhàng hơn. Đấy, chị nghe thử tiếng máy của nó nè. Máy nó còn nguyên zin nha. Đây, chỗ phần lớp máy là lớp sơn bạc nè. Đã còn nước sơn zin. Để lâu ngày thì nó sẽ bị nổ, chóc cái lớp sơn bạc ra. Nên là bên em cũng không có giảm cốt lại gì luôn, để còn nguyên zin ha. Đấy, cà phê cũng vậy nè. Bô bọng này kia vẫn còn đẹp nha anh chị nha. Cặp bô này, bô của nó luôn. Tí nữa thì em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem. Rồi bên phần lốp máy bên này thì nó cũng chóc cái lớp sơn bạc theo thời gian. Đầu em này còn rất là đẹp nha. Tí nữa thì em sẽ quay cho anh chị xem. Vậy nước sơn tổng thể của em nó thì hầu như là không có chạy xước gì nặng hết, chủ yếu là những cái vết xước lông mèo qua vẹt nhẹ thôi. Đối với cái màu sắc này á, là rất ít hàng nha. Trước đây thì em cũng có chiếc 81 mà dạng bá đầu á, trước đó thì em đã bán rồi. Còn cái chiếc này thì dạng như là màu xanh lá nha. Cái 81 chạy xe nó sướng lắm, 81, 50, 90 đồ á. Nên là những cái mấy cái dòng này bây giờ ít hàng lắm anh chị. Giá cả thì nó cũng cao hơn so với những cái đời khác nữa. Rồi bây giờ em sẽ quay tổng quan cho anh chị xem cái chiếc này ha. Về cái chi tiết trên xe. Đây, thằng đầu đèn phía trước nè, còn cực kỳ đẹp luôn. Bóng đèn xi nhan em còn nguyên zin ha. Xe này thì chủ thì giữ rất là kỹ. Cái thằng đầu đèn nè, chỗ này nó không bị nổ luôn, vẫn còn rất là sáng. Rồi, logo 50 ha, khá là ok luôn. Rồi, cái bẩn của Honda lâu ngày thì cũng bị chóc cái lớp bạc rồi. Nhìn xe này nó liền đó chị, xe này chưa có thay thế gì hết trơn á, vẫn còn nguyên cây luôn. Nên là mình khi mình nhìn xe vào thì nó liền từ trước ra sau. Rồi, căm nè, căm thì nó chì hết rồi. Rồi lớp sơn bạc của cái đùm trước nè ha. Rồi, ốc ác thì vẫn còn rất là sáng nha. Trên đây thì nó có chạy sức nhẹ một tí là chỗ phần này. Thì bên em cũng không có dặm cốt lại luôn, vẫn để nguyên zin. Còn anh chị nào khi anh chị mua chiếc này xong mà anh chị mà muốn tốt lại những cái chỗ này á, thì bên em vẫn tốt tường cho anh chị nha. Đó là nhu cầu của anh chị thôi. Và đây là phần cục máy của em nó đây. Đầu còn rất là đẹp. Xe này là chưa gớt đầu nha. Em cho anh chị bao test luôn. Đấy, những anh chị nào mà gần cửa hàng Giáp Bình Dương bên em á, ngay vòng xoay An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, anh chị đến đây mình xem xe thì em sẽ cho anh chị mình trải nghiệm thử, cho anh chị chạy thử luôn. Ưng ý ok thì mình mang xe về thôi. Ở bên đây thì nó cũng bị chóc sơn giống như bên kia. Chung là đối với cái đời này thì muốn con mà nó đẹp mà gọi là xuất sắc
giống như những cái giờ đời khác thì nó cũng rất là khó ha. Lớp thì bên em đã thay lớp rồi anh chị nha. Lớp thì lớp trước lớp sau thì bên em thay lớp của Thái Lan, thay lớp mới rồi. Mấy con này mà để lâu năm mà không chạy thì lớp nó cũng sẽ bị hư thôi. Đây, nước sơn đùm ha. Chiếc này là 120 triệu nha, bên em sẽ bao gút hồ sơ cho anh chị. Còn chi phí về biển số hoặc là chi phí vận chuyển tới nhà anh chị thì anh chị chịu phí giúp em nha, bên em không có bao vận chuyển và bao lưu biển số. Bên em thì làm biển số toàn quốc nha, nên là anh chị nào mà ở tỉnh nào bên em làm biển số cũng được hết. Anh chị nào ở xa thì bên em sẽ bút vận chuyển giao về tới nhà cho anh chị. Còn biển số thì bên em sẽ có dịch vụ tại cái địa phương của anh chị thì bên em sẽ làm biển số luôn. Đấy, nên là anh chị nào ở xa đừng có ngần ngại ha, bên em sẽ có dịch vụ lo hết cho anh chị. Về phần nước sơn ở phần bên đây nè, chỉ là chày xước nhẹ chỗ cái phần cốp thôi, nhưng mà nó quẹt dài đường thôi. Còn lại thì tổng quan em này về dàn áo thêm nó về mức độ đẹp nha, đẹp thì tầm khoảng được 95%. Bây giờ mà kiếm cái chiếc 81 như thế này mà muốn em nó đẹp hơn nữa thì cũng rất ít ha. Rồi ở phần góc máy bên này thì nó cũng bị chóc những lớp sơn bạc rồi. Bô xe thì cũng khá là ok, tầm khoảng được 93%. Chỗ này thì có thể là nó quẹt tí vô đó. Cột rồi căm đùm. Thông thường ở chỗ này nè, nó hay bị xét á, nhưng mà chiếc này nãy em kiểm tra thì không bị xét chỗ này. Chỗ này là cái phần nói, chỗ cái đuôi với cái thân xe đó. Có đóng dấu tĩnh điện nha, vẫn còn ha. Rồi, cặp xi nhan thì lâu ngày thì cũng bị nổ ít rồi. Này là cây bô của anh nói nha. Phần đèn hậu. Bên này thì nó cũng như bên kia thôi, cũng không có chạy xước gì hết. Cốp bên này thì nó không có chạy luôn, cốp bên kia thì nó bị quẹt hai được, nhưng mà nó nhẹ thôi. Em quay chậm cho anh chị dễ mình dễ dàng mình quan sát ha. Còn anh chị nào mà muốn em chụp hình chi tiết cận cảnh thì em sẽ gửi qua Zalo cho anh chị xem. Còn đây là phần gạt tê nè, ốp sơn nè, ốp sơn chưa có giảm tốt lại cái phần lớp sơn bạc nha, đang còn nguyên sinh luôn, nên là chiếc này giá hơi cao một tí. Giấy tờ hợp lại Việt Nam, sang tên toàn quốc luôn. Xe này tôi vẫn sẽ sưu tầm nha anh chị nha. Và chỗ phần đuôi cá này thì nó cũng như bên kia, lâu ngày thì nó cũng bị chóc những lớp sơn bạc ra. Đây, yên xe ha. Thì đối với cái đời 81 này thì yên xe nó loại này. Còn đây là cản xe sau. Yên xe đó có sọc ngang, sọc ngang. À, bình xăng, nắp bình xăng thì lâu ngày thì nó cũng đã bị cũ rồi. Còn đây là cái đồng hồ báo xăng ha. Chìa khóa thì em này thì vẫn còn được hai chìa. Đồng hồ Odo thì đi được 227 cây. Xe này chủ đi rất ít nha. Đây, còn đây là các nút bấm của em nó. Cặp xe da chỗ lớp sơn bạc này thì lâu ngày nó cũng bị nổ đen đen, nổ hạt tiêu á. Bên đây thì đẹp hơn một tí. Đối với dòng Super Cup thì nó sẽ không có đề anh chị nha. Super Cup đèn vuông hay đèn tròn thì nó cũng không có đề. Chỉ có dòng custom thì nó mới có đề thôi. Chìa khóa là còn hai chìa ha.
tổng quan của em nói thì em đã quay cho anh chị xem rồi, anh chị nào yêu thích em này thì cứ liên hệ với số điện thoại của em ha. Số điện thoại của em thì cứ để trên góc trái màn hình để cho anh chị tham khảo. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em sẽ ra nhiều video về xe cổ cho anh chị xem khảo nữa. Cảm ơn anh chị nha.